Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Lạc Thủy đẩy mạnh nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Huyện Đà Bắc thực hiện hiệu quả chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Antonio Guterres được bầu làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ thứ hai. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 1258 về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cách ly nằm trên trục đường Vành Đai, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc. Theo đó, tổ chức cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 gồm 35 hộ với 135 nhân khẩu thuộc khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc. Khu vực cách ly nằm trên trục đường Vành Đai, thị trấn Mãn Đức, tuyến đường chính tiếp giáp phía đông trung tâm y tế huyện, một đầu tiếp giáp với quốc lộ 12B, một đầu tiếp giáp với khu ruộng Đồng Quạt, 5 đường ngang nối với trục đường chính thuộc khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Mục đích: ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian thiết lập 21 ngày, bắt đầu từ 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2021. Tổ chức thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định tại quyết định số 3986 của Bộ Y tế, giao Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc chủ trì phối hợp với cơ quan công an, quân sự, y tế và các cơ quan liên quan thiết lập chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ khu dân cư nói trên và thực hiện cách ly đúng quy định. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ 16 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2021 đến 16 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2021, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 mới là bệnh nhân 12.509, 8 tuổi, là con gái bệnh nhân 11.797, tiền sử dịch tễ. Ngày 14 tháng 6 năm 2021, đi đón mẹ là bệnh nhân 11.797 tại sân bay Nội Bài về nhà. Ngày 16 tháng 6 năm 2021, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân 11.797 có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, được đưa đến cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Ngày 18 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân có biểu hiện ho khan, đau họng, được lấy mẫu lần 2 và ngày 19 tháng 6 năm 2021 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 12.510, 17 tuổi, là con trai bệnh nhân 11.797, tiền sử dịch tễ. Ngày 14 tháng 6 năm 2021, đi đón mẹ là bệnh nhân 11.797 tại sân bay Nội Bài về nhà. Ngày 16 tháng 6 năm 2021, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân 11.797 có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, được đưa đến cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Ngày 18 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và ngày 19 tháng 6 năm 2021 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai bệnh nhân đã được chuyển đến khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Từ ngày 20 tháng 5 đến nay, huyện Yên Thủy đã tổ chức và duy trì hoạt động của chốt kiểm dịch COVID-19 trên quốc lộ 12B thuộc địa bàn xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, khu vực sắp danh với địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chốt kiểm dịch hoạt động 24/24 giờ, bình quân mỗi ngày kiểm tra dịch tễ từ 190 đến 250 lượt phương tiện, với từ 1.900 đến 2.000 lượt người. Cùng với việc tăng cường cập nhật và thông tin tuyên truyền tới người dân về tình hình dịch COVID-19, thì huyện Yên Thủy còn tổ chức tốt việc theo dõi giám sát chặt chẽ các trường hợp trở về từ các quốc gia, khu vực, vùng có dịch, duy trì nghiêm túc việc khai báo y tế trong cộng đồng, tăng cường kiểm tra giám sát để đôn đốc, đặc biệt để chủ động ứng phó khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập 5 khu cách ly tập trung tại một số trường học và một khu cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện, có thể tiếp nhận được khoảng 630 người. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm, tổng khách du lịch đến tỉnh Hòa Bình
chỉ ước đạt 690.000 lượt khách, bằng 20,1% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế 51.000 lượt, khách nội địa 639.000 lượt. Tổng doanh thu ước đạt 700 tỷ đồng, bằng 24,1% kế hoạch năm. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, trong những tháng cuối năm, tỉnh Hòa Bình tập trung vào các giải pháp như quản lý tốt hoạt động du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, văn hóa giao tiếp, thúc đẩy quảng bá xúc tiến du lịch, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm kích cầu thị trường trong nước. Bên cạnh đó, tập trung triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh đến người dân, du khách và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, tuyên truyền kịp thời về tình hình dịch bệnh, khẳng định tính an toàn, các điều kiện thuận lợi của tỉnh sau khi hết dịch. Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, sau tháng năm 2021, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện vẫn đang có bước phát triển. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Nếu như cách đây khoảng 5 năm về trước, xã Hưng Thi còn là địa phương gặp nhiều khó khăn của huyện Lạc Thủy, thì nay đã có sự thay đổi đáng kể về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đến nay, 100% đường trục xã được cứng hóa, tỷ lệ đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa đạt gần 80%, tỷ lệ đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 88%. Cuối năm 2020, xã Hưng Thi đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, cán đích nông thôn mới sau 10 năm vượt khó vươn lên. Với thành tích này, 8 trên 8 xã của huyện Lạc Thủy đã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này có được là do xã Hưng Thi đã tranh thủ được các nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch, quy hoạch là để nó đảm bảo khi mà nó bền vững thì vùng trồng rau sạch, vùng trồng cây nguyên liệu, vùng trồng cây lâu năm, như là thí dụ như là cây keo, để là thời gian như bây giờ là 7 năm là bán, nhưng tới đây nó sẽ phải 10 năm là trồng. Như thế nó mới đem lại cái sản lượng, cái giá trị kinh tế cao, và đặc biệt là những cái vùng sản xuất tập trung như là cây màu, như là cây bí, xanh, lạc lầy, dưa, bao tử và các loại cây ngắn ngày khác, để còn lại cây ăn quả thì cũng quy hoạch từng vùng. Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 3.253 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch giao, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2020. Công nghiệp và xây dựng ước đạt hơn 998 tỷ đồng, đạt 50% so với kế hoạch giao. Thu nhập bình quân ước đạt 35,6 triệu đồng một người một năm. Huyện Lạc Thủy thì cũng đã hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới. Thế và đang chờ kết quả thẩm định của Trung ương để phê duyệt huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Thế và đối lỗi với lĩnh vực nông nghiệp ấy, thì tiếp tục phát triển các cái sản phẩm chủ lực có thế mạnh của địa phương, thế và xây dựng các cái chương trình ô cốp, thế và bảo vệ và phát triển các cái nhãn hiệu đã được công nhận. Xác định hạ tầng phải đi trước một bước, thời gian qua nhiều xã thị trấn ở huyện Lạc Thủy đã tích cực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ cải tạo, nâng cấp và xây mới các tuyến đường giao thông trọng điểm. Đây là một trong những vấn đề mang tính đột phá, góp phần thực hiện mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, huyện Lạc Thủy tích cực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Toàn huyện hiện có 58 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký hơn 18.263 tỷ đồng, trong đó có 30 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, chiếm 52% tổng số dự án. Huyện cũng đã quan tâm để làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng của các dự án. Thế và từ cái việc mà phát triển các cái dự án, các cái nhà đầu tư vào địa bàn thì cũng đảm bảo một phần thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Thế và trong 6 tháng đầu năm thì thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã thu được 70,9 tỷ đồng, đạt 61,42% so với kế hoạch
Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Những sáng tạo đổi mới trong các nhóm giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Kinh tế xã hội tiếp tục có sự phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc là nội dung quan trọng có ý nghĩa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Đà Bắc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, từng bước thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn, có tới trên 90% hộ gia đình là người dân tộc thiểu số. Đời sống kinh tế của người dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, bằng sự hỗ trợ từ các chương trình chính sách dân tộc của Trung ương, của tỉnh, huyện, thông qua các hoạt động sinh kế hỗ trợ vốn giống, nhân dân trong xóm đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, cùng nhau xóa đói giảm nghèo. Đến nay, đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm chỉ còn trên 9%, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng một người một năm. Trước tiên là cũng rất phấn khởi, nhà nước quan tâm với đảng chính quyền xóm ở xã thì cũng trước mắt thì cho gia đình tôi một con bò để phát triển kinh tế, thêm một cái thu nhập rất là lớn cho gia đình. Rất là mong đảng chính quyền nhà nước thì là tiếp tục quan tâm giúp đỡ những cái gia đình dân tộc thiểu số thì khó khăn. Để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn, huyện Đà Bắc đã tích cực tuyên truyền vận động người dân, nghiêm túc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Từ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình 135, nhiều mô hình sản xuất do người dân vùng đặc biệt khó khăn làm chủ đã hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm. Ngoài cái việc mà giao khoán cho hộ gia đình thì cũng phải nói rằng là trong đó là có cái sự chung tay góp sức của tất cả các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động. Bởi vì là khi mà các đồng chí được phân công rõ ràng luôn, các đồng chí phụ trách ở các cái địa bàn thì sẽ trực tiếp là gặp các hộ dân để tuyên truyền làm sao cho hộ dân sử dụng nguồn vốn cũng như cây con giống khi mà được cấp có hiệu quả. Và ngoài ra nó cũng còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để cho bà con là thực hiện cái việc trồng trọt cũng như chăn nuôi đúng theo cái kỹ thuật hiện nay. Bên cạnh đó, huyện Đà Bắc cũng đã tập trung triển khai thực hiện các chương trình dự án căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế của từng vùng và nhu cầu của người dân, xây dựng kế hoạch phân bổ chi tiết vốn thực hiện các chương trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện 6 công trình tại 3 xã Tân Phèo, Giáp Đát và Vầy Nưa với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu là các công trình giao thông nông thôn, xây mới hệ thống thủy lợi để phục vụ sản xuất. Trước đây thì chúng tôi trên đồng hồ thì về đây cũng điều kiện hơi khó khăn, nhưng bây giờ dần dần nhà nước quan tâm đến nên tạo mọi điều kiện. Nên là có những cái điều kiện như là đường xá đi lại cho bà con nông dân. Với những kết quả đạt được, huyện Đà Bắc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền cơ sở về vị trí vai trò của công tác giảm nghèo, công tác dân tộc, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là tiếp tục lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các chương trình dự án đầu tư để giảm nghèo bền vững. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc lan tỏa các phong trào tình nghĩa. Gặp gỡ người đam mê âm nhạc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, với những hoạt động tình nghĩa thiết thực như tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình quân nhân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhận đỡ đầu, tặng xe đạp, góp học tập, các em học sinh nghèo vượt khó, đã và đang được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc thực hiện trong nhiều năm qua. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và những việc làm ấy luôn có sức lan tỏa sâu rộng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Mãn Đức, huyện Tân Lạc, em Bùi Quách Huyền Trang ở xóm Ban Rừng, thị trấn Mãn Đức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ đi làm ăn xa,
em phải ở nhà cùng ông bà, năm nay cũng đã nhiều tuổi. Với những khó khăn vất vả của em, hàng năm Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng địa phương thường xuyên đến thăm hỏi động viên gia đình. Đặc biệt năm học 2020-2021, em đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao tặng chiếc xe đạp. Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực, giúp Trang đến trường thuận tiện hơn và cố gắng vươn lên trong học tập. Cháu cảm thấy rất là vui ạ, khi được nhận chiếc xe đạp này ạ, từ các chú bộ đội. Nó giúp cháu đi học thuận tiện hơn ạ. Nó mong các chú bộ đội giúp cháu nhiều hơn ạ, để vào năm học mới ạ. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc đã tích cực hưởng ứng với những hành động cụ thể như tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ quyên góp ủng hộ mỗi người một ngày lương để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương tặng góc học tập xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Cùng với việc huy động đóng góp kinh phí ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, đã vận động xây dựng quỹ được trên 200 triệu đồng, khánh thành và bàn giao 12 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho hộ gia đình chính sách, gia đình sĩ quan, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mang lại niềm vui của các đối tượng. Đó cũng là niềm vui, là động lực đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Quá trình xảy ra hỏa hoạn được các chính quyền, các cấp của các đơn vị ủng hộ, gia đình được hỗ trợ làm nhà. Hiện tại giờ nhà cửa cũng đã ổn định rồi, gia đình bây giờ phát triển kinh tế, an tâm công tác và phát triển kinh tế gia đình. Bởi vì cái hoạt động của các đồng chí chiến sĩ là được giúp đỡ lẫn nhau trong tình đồng đội cũng là rất tốt ạ. Chúng tôi thực hiện cái chủ trương của Đảng ủy cũng như là kế hoạch của cơ quan, lồng ghép cho cái quá trình huấn luyện của dân quân tự vệ. Trong cái quá trình huấn luyện đó là cơ quan tổ chức một cái buổi lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, một ngày công hoặc hai ngày công gì đó. Đấy, rồi đồng thời cũng lựa chọn sàng lọc những cháu học sinh nghèo vượt khó khó khăn ấy. Và chúng tôi đã tặng những chiếc xe đạp, rồi là những cái máy tính, rồi những bàn học. Cái này chúng tôi sẽ sắp tới sẽ phối hợp với các xã, thị trấn, rồi các cái hội đặc thù, phụ nữ, đoàn thanh niên để phối hợp sàng lọc và lựa chọn những cháu đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc tiếp tục duy trì thực hiện tốt các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm lan tỏa hơn nữa những việc làm thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ gắn bó, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đương nhiệm, làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ thứ hai. Nhiệm kỳ mới của ông Guterres bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 cho đến năm 2026. Sau khi quyết định trên được công bố, Tổng thư ký Guterres đã có bài phát biểu cam kết tiếp tục nỗ lực trong khả năng để góp phần tạo ra một bước tiến đột phá và tích cực cho công việc của Liên Hợp Quốc, trong đó ưu tiên thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nỗ lực cùng nhau giải quyết những vấn đề chung của Liên Hợp Quốc về phát triển, quản lý cũng như hòa bình và an ninh. Ông cam kết sẽ cống hiến hết mình trong xây dựng và tham gia xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, đồng thời thực hiện tốt các ưu tiên trong tuyên bố tầm nhìn trên tinh thần, xây dựng niềm tin và khơi dậy hy vọng. Ông Guterres là cựu thủ tướng của Bồ Đào Nha. Ông được bầu làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ đầu tiên cách đây 4 năm. Ông Guterres cũng là ứng cử viên duy nhất được quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc giới thiệu ứng cử vị trí này. Các nhà khí tượng học vừa dự báo về một mùa hè nóng kỷ lục trong năm nay trên toàn thế giới, trong khi nước Nga đã phải trải qua một đợt nóng chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ qua, thì Mỹ cũng đang lo ngại về các đám cháy rừng có thể xảy ra nhiều hơn ở bang California. Nhiệt độ ở thung lũng chết tại bang California đã ở mức 54 độ C. Theo hãng tin NBC, khoảng 200 triệu người Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng trong tuần này với nhiệt độ từ 32 độ C trở lên. Các khu vực của bang California, thậm chí là cả các thành phố ven biển, đang trở nên quá nóng và tiểu bang lo ngại rằng việc này có thể dẫn đến nhiều vụ cháy rừng và sự cố điện. Tại Nga, những đám cháy rừng đã được báo cáo ở Siberia và tháng 5 vừa qua nhiệt độ hàng ngày ở thủ đô Moscow dao động trên 30 độ C. Thời tiết ấm áp bất thường chưa từng thấy ở đây trong hơn 120 năm qua. Nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Soumya Swaminathan,
vừa cảnh báo biến thể virus SARS-CoV-2 có tên gọi là Delta có thể trở thành biến thể gây ra phần lớn số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Swaminathan cho rằng biến thể Delta đang dần trở thành biến thể chiếm lĩnh trên toàn cầu do khả năng lây lan của nó ngày càng gia tăng. Hiện WHO phân loại biến thể Delta ở mức biến thể đáng lo ngại. Trong báo cáo đầu tháng này, WHO cảnh báo Delta đang tiếp tục lây lan nhanh chóng và ngày càng có nhiều quốc gia báo cáo các đợt bùng phát liên quan đến dòng biến thể này. Biến thể Delta hiện chiếm phần lớn số ca mắc COVID-19 ở Anh, Đức và Nga. Biến thể này nguy hiểm ở chỗ những người bị nhiễm có lượng virus rất cao trong cổ họng trong một thời gian ngắn và dễ dàng lây sang người khác trước khi họ nhận ra mình bị nhiễm bệnh. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới kêu gọi các nước cân nhắc lại việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch và cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đảo ngược xu hướng nới lỏng này nếu số lượng các ca nhiễm biến thể Delta gia tăng. Giới chức Singapore vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch giãn cách xã hội và triển khai thêm một số biện pháp mới nhằm sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, với việc xuất hiện thêm các ổ dịch mới và số ca lây nhiễm trong cộng đồng có chiều hướng tăng trở lại. Lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 của Singapore cho biết các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như các địa điểm ăn uống và thể dục thể thao trong nhà sẽ chỉ giới hạn theo nhóm 2 người từ ngày 21 tháng 6 tới, thay vì nhóm 5 người như kế hoạch trước đó. Kể từ khi Singapore bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 14 tháng 6, tình hình lây nhiễm trong cộng đồng có dấu hiệu tăng trở lại, với tổng số ca nhiễm trong cộng đồng tuần qua lên tới 93 ca, tăng so với 40 ca của tuần trước đó. Trước tình hình này, giới chức Singapore quyết định tiếp tục duy trì chính sách làm việc tại nhà và triển khai thêm một số biện pháp mới, trong đó có việc bắt buộc tự xét nghiệm COVID-19 14 ngày một lần đối với nhân viên tại các nơi có nguy cơ cao như nhà hàng, trung tâm ăn uống, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các phòng tập thể dục thể hình. Hiện nay, một số quốc gia đã có nhiều cách sáng tạo để khuyến khích người dân tiêm phòng vaccine COVID-19. Tại một thị trấn ở miền Bắc Thái Lan, người dân sẽ có cơ hội nhận một con bò khi đi tiêm vaccine COVID-19. Để khuyến khích người dân đi tiêm chủng, chính quyền địa phương đã tổ chức quay thưởng sổ số vaccine. Người dân đã đi tiêm phòng có thể trúng thưởng một con bò trong một cuộc rút thăm hàng tuần. Tuy nhiên, theo quy định, những con bò được treo thưởng không được bán lại và không được giết mổ. Các nhà chức trách cho biết, chương trình này sẽ kéo dài cho đến khi Thái Lan hoàn thành chiến dịch tiêm chủng. Trong khi đó, một thị trấn khác ở Indonesia đã tổ chức tặng gà cho những người cao tuổi, những người đã tiêm vaccine COVID-19. Chính quyền địa phương cho biết, do lo ngại về các phản ứng phụ của vaccine nên rất khó thuyết phục những người cao tuổi đi tiêm phòng. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ niềm đam mê và suy nghĩ phải làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa âm nhạc truyền thống. Đã từ lâu, anh Bùi Văn Khắc ở xã Định Cư, huyện Lạc Sơn đã âm thầm tìm cách lưu giữ và phát triển những giá trị tốt đẹp này thông qua việc nghiên cứu chế tác, biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống. Chương trình hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phóng sự Chuyện người thanh niên đam mê âm nhạc dân tộc. Đã từ lâu, anh Bùi Văn Khắc ở xã Định Cư, huyện Lạc Sơn đã âm thầm tìm cách lưu giữ và phát triển những giá trị tốt đẹp này thông qua việc nghiên cứu, chế tác, biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc. Không được học theo con đường chuyên nghiệp, nhưng anh Bùi Văn Khắc đã được sinh ra trong cái nôi của văn hóa Mường và được nuôi dưỡng mạnh nguồn tâm hồn và tình yêu văn hóa truyền thống từ khi còn nhỏ. Đến nay, anh Khắc có thể chơi được 18 loại nhạc cụ khác nhau. Được sự truyền dạy của từ ông cụ đến ông, đến cha của mình, cho đến bây giờ thì cái cách làm của mình thì sau này thì mình sẽ có cách riêng. Thì cái giữ gìn, cái phát huy các nhạc cụ dân tộc của bản Mường thì không phải là ai cũng yêu thích cái lứa trẻ bây giờ. Và thế hệ trước thì như hội em thì đang cũng sẽ nghiên cứu, nhưng cái thế hệ sau thì mình cũng phải nghiên cứu cái thế hệ sau để làm như nào cách truyền dạy mà nhanh nhất và cái tiếp xúc mà gần nhất, chỉ cần nghe một hai lần đã nhớ được rồi. Anh Khắc từng được học chuyên ngành văn hóa của trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi học xong, Khắc lựa chọn trở về quê làm công chức văn hóa xã và gắn bó với âm nhạc dân tộc.
với tình yêu âm nhạc dân tộc, Khắc còn mây mò tìm hiểu và chơi thành công ở nhiều thể loại nhạc cụ của các dân tộc khác nhau như sáo tiêu, sáo bầu, sáo mông. Không chỉ dừng lại ở việc chơi nhạc, anh Bùi Văn Khắc còn lập ra một nhóm người cùng đam mê âm nhạc truyền thống để tạo sự hấp dẫn cho nhạc cụ dân tộc. Khắc cùng với những người bạn còn kết hợp nhạc cụ dân tộc với nhạc hiện đại. Ngôi nhà của Khắc là nơi thường xuyên tụ họp của các anh em trong nhóm. Đây là nơi để mọi người cùng thỏa nguyện niềm đam mê nhạc cụ dân tộc. Em rất thích cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tại vì em cũng là một người sinh ra tại đất mường mình. Mặc dù không được giao tiếp cùng nhiều các anh chị nhiều lắm, nhưng em cũng tìm rất nhiều cơ hội để được giao lưu, học hỏi và làm việc thêm với lại các nghệ nhân. Ví dụ các anh chị cùng đang học với em chẳng hạn, là để gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc mình và giới thiệu cho anh em, bạn bè ở các dân tộc khác, ở các tỉnh khác là Hòa Bình mình có một cái bản sắc văn hóa dân tộc rất chi tuyệt vời. Theo nhịp sống hiện đại, nhiều người đang hàng ngày gồng mình để lo cơm áo gạo tiền, thì có thể nói những hạt nhân văn hóa như Bùi Văn Khắc đã gieo vào tâm hồn những người trẻ tình yêu văn hóa truyền thống nói chung, âm nhạc dân tộc nói riêng, mở ra cơ hội lưu giữ và phát huy nhạc cụ dân tộc trên vùng đất xứ Mường. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV. Kính chào tạm biệt.